Hôm nay trường mình ăn gì? Phần 164. Menu hôm nay là cơm trắng, sườn kho, jjolmyeon, kimchi, canh và cuối cùng là bánh gạo mật ong. Ngày hôm nay thì mình đi ăn cũng khá là sớm nên là đồ ăn còn rất là nóng hổi luôn, mọi người thấy khói luôn không? Mình ấn tượng nhất đó chính là sườn kho mọi người ạ. Thịt sườn thì mềm mà mình thấy là ướp khá là vừa ăn ngon á. Tới mình thì ăn gì thì ăn nhưng mà phải có kimchi thì mình mới cảm thấy là ăn ngon miệng hơn mọi người ạ. Mình thấy ngoài thịt sườn ra thì bên trong cũng có thêm nấm nữa nè. Mình có một tin vui mà mình cũng muốn chia sẻ chung với mọi người, đó chính là mình có một cái câu lạc bộ mỹ thuật mà mình đã thành lập thành công ở trường của mình rồi. Ở đây nếu bạn nào đã theo dõi mình lâu thì sẽ biết là mình cực kỳ thích vẽ luôn và mình rất là muốn thành lập một cái câu lạc bộ dành riêng cho mình, nhưng không ngờ điều đó đã trở thành sự thật rồi mọi người ạ. Nếu trong thời gian sắp tới mà câu lạc bộ của mình có gì vui thì mình sẽ quay lại cho mọi người cùng xem nha. Mọi người xem xong thì đừng quên follow trên Insta và đăng ký kênh YouTube của mình nữa nha.